Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta giao truyền nơi lỗ tai các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Jehovah đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Jehovah tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tại trên núi giữa lửa, mây và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội các ngươi. Ngài không thêm chi hết. Đoạn, Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá và trao cho ta. Và trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng: Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người, và loài người vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? Vì đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời sinh hoạt từ giữa lửa phán ra như chúng tôi mà vẫn còn sống? Vậy ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông, thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Jehovah nghe những lời của các ngươi nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải. Ồ, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Hãy đi nói cùng dân sự rằng:
khá trở về trại mình. Còn ngươi, hãy ở lại đây với ta. Ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. Vậy, các ngươi khác cẩn thận làm theo, y như Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc qua bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Chương 6. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trọn đời. Ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thịnh nộ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Các ngươi chớ thử Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy, ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Jehovah, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Jehovah đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Về ngày sau, khi con ngươi hỏi ngươi rằng, các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh này là chi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? Thì hãy đáp rằng, chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ai Cập, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Ai Cập, Pharaon và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta, khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay. Và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta y như Ngài đã phán dặn vậy. Chương 7. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi.
khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm suy gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần Asera và đốt những hình chạm của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật, số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pharaon, vua xứ Ai-cập. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Nếu ngươi nghe các luật lệ này và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân. Nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bệnh lìa xa ngươi, và những bệnh lây của xứ Ai-cập kia mà ngươi đã biết thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét ngươi. Vậy, phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó cho ngươi. Mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó và đừng hầu việc các thần họ, vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. Nếu ngươi nói trong lòng rằng, các dân tộc này đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được, thì chớ sợ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pharaon và cả xứ Ai-cập, tức là những sự thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu kỳ phép lạ, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cậy lấy, đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đãi như vậy các dân tộc mà ngươi sợ hãi đó. Vả lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ sai những ông lỗ đến hại chúng nó, cho tới chừng nào những kẻ đã thoát khỏi và trốn núp bị diệt hết trước mặt các ngươi. Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi. Ngươi không thế diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng. Song Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó chúng nó cho ngươi và khiến cho sa vào sự kinh hoàng dữ dội cho đến chừng nào chúng nó bị diệt mất. Ngài sẽ phó các vua chúng nó vào tay ngươi. Ngươi phải xóa danh các vua đó khỏi dưới trời, chẳng còn một ai chống cự trước mặt ngươi cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt. Thư thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1. Phi-e-rơ,
sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vân phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chùa khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là đấng đã khiến Ngài từ cái chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chương 2. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu,
ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như Đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Và mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa, tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rày, tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô Đanh, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lớn của Chúa đang ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu,
thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông đợi nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.